Sau việc và những lần bị tố cò cưa chồng người, những ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm hay chuyện ngoại tình chưa bao giờ hết hot trong xã hội và đặc biệt là trong showbiz. Điều trùng hợp là cả ba nữ diễn viên đều là người Bắc. Mới đây, dư luận xôn xao việc bà xã danh hài Xuân Bắc Kim Oanh đấu khẩu trên mạng xã hội sau khi Kim Oanh đăng tải đoạn status ẩn ý lên trang cá nhân với nội dung về con chó cái. Hồng Nhung, bà xã Anh Núi đã chia sẻ lại và dùng lời lẽ khó nghe dành cho nữ diễn viên Ma Làng. Ngay sau khi cuộc khẩu chiến xảy ra, Kim Oanh lên tiếng cho biết cô chỉ đăng tải trạng thái chứ không chỉ đích danh vợ Xuân Bắc hay bất cứ ai. Việc Hồng Nhung tự nhận và vơ vào mình, cô không biết và không quan tâm. Scandal lên đến đỉnh điểm khi Facebook giảng viên Hồng Nhung đăng tải hình ảnh và lời chia sẻ bị chồng đánh chỉ vì những ồn ào với Kim Oanh. Trước những thông tin bị ông xã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, bà xã ngôi sao sống ở đáy sông lên tiếng trần tình và nói rõ những khúc mắc với đồng nghiệp của chồng. Tài khoản Facebook của bà xã Xuân Bắc đăng tải hình ảnh bị chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay sau ồn ào với Kim Oanh. Theo đó, vợ Xuân Bắc khẳng định Kim Oanh đã có hành động thiếu văn hóa khi liên tục cọ sát vào chồng mình mỗi khi gặp mặt. Mấy lần đi cùng chồng, tôi thấy Kim Oanh có những hành vi không đúng đắn. Trước kia tôi cũng có nhiều lần bóng gió và giằng mặt, nhưng chị nói, có mặt em chị đừng làm thế, em không đùa với chị đâu. Hôm qua tôi nói vậy vì tôi không đồng ý với hành động thiếu văn hóa của bạn ấy. Hơn nữa Kim Oanh lại là người của công chúng. Ai đời có cái trò đàn bà con gái, cứ đi cùng chồng tôi lại cọ sát như múa cột thế không? Tôi cũng từng thẳng thắn về việc này với Kim Oanh rồi chứ không im lặng đâu, nữ giảng viên lên tiếng. Trước lời kết tội của Hồng Nhung, phía Kim Oanh chưa có bất cứ động thái hay lên tiếng cho việc vợ Nam Tào nói cô có hành động không đúng đắn với Xuân Bắc. Tuy nhiên, với những gì được nhắc đến, nhiều khán giả cho rằng sở dĩ cuộc khẩu chiến này là do nữ diễn viên Ma Làng đò đưa ông xã của Hồng Nhung. Không riêng gì trường hợp của bà xã Nam Tào Kim Oanh, trước đó showbiz Việt cũng nhiều lần sóng gió bởi những lần sau việc bị tố gạ gẫm chồng bạn. Bảo Thanh bị tố gạ gẫm Việt Anh. Tháng 7 vừa qua, bà xã Việt Anh Hương Trần gây ồn ào khi đăng đàn tố cáo nữ diễn viên Bảo Thanh nhắn tin gạ gẫm chồng mình. Sau những status ẩn ý lên trang cá nhân, Hương Trần thẳng thắn vạch mặt người đàn bà gạ gẫm chồng và đưa ra những đoạn tin nhắn của con dâu bà Phương gửi cho chồng mình để chứng minh. Đáng chú ý trong cuộc trò chuyện này, chủ nhân số điện thoại nhắn tin liên tục đòi gặp riêng Việt Anh, dù chỉ có 10 phút để nói chuyện. Em xin anh, em không muốn chia sẻ anh với ai đâu. Trước lời năn nỉ gạ gẫm của số điện thoại trên, Phan Hải, người phán xử đáp lại, anh quý em như em gái nên không muốn giữa anh em phải suy nghĩ. Vợ anh đang có bầu, anh không muốn cô ấy suy nghĩ nếu vô tình đọc được những tin nhắn như thế này. Số điện thoại trên cũng nhanh chóng được cư dân mạng điều tra, hoàn toàn trùng khớp với nữ diễn viên sống chung với mẹ chồng. Bà xã Hồng Đăng lên tiếng vụ Bảo Thanh bị tố thả thính Việt Anh. Không riêng gì vợ Việt Anh, Minh Vân của sống chung với mẹ chồng cũng bị hàng loạt bà xã của các nam diễn viên khác như anh Đào, bà xã Hồng Đăng, bà xã Lâm Minh Thắng hay sự ủng hộ của bạn gái anh Dũng, con trai bà Phương sống chung với mẹ chồng. Với những luồng thông tin bất lợi, Bảo Thanh im lặng và không trả lời bất cứ vấn đề gì liên quan tới vụ việc. Thanh Hương bị tố cố tình ý với Duy Khánh. Sự việc Bảo Thanh bị tố thả thính Việt Anh chưa kịp lắng xuống. Showbiz Việt tiếp tục xôn xao khi Thanh Hương, nữ diễn viên người phán xử bị tin Moon, vợ ca sĩ Duy Khánh tố có tình ý và quan tâm quá mức tới chồng cô. Theo đó, tin Moon chỉ mặc điểm tên Thanh Hương và khẳng định diễn viên này với chồng mình có vấn đề. Nữ DJ cho biết, không có lý do nào khiến cô gái ông trùm lại liên tục nhắn tin, gọi điện cho Duy Khánh nhiều như vậy. Em không biết trước kia chị là chị hay em là em, hoặc là bạn gì với chồng em. Nhưng hôm nay chị gọi cho chồng em hết Facebook rồi đến điện thoại nhiều quá, làm em cứ lo. Nào ngờ thấy chồng em xóa luôn cuộc gọi của chị, để em thấy được, nên em mới gọi làm phiền chị một chút, còn khuất mắt em thì đã không sao. Chị bảo chị hỏi thăm chồng em dạo này như thế nào, trong khi chị và chồng em đã nhắn tin hỏi thăm nhau nhiều rồi. Hôm nay chị lại gọi tới tấp Facebook và cả điện thoại, lại chỉ để hỏi thăm chồng em. Nếu chị gọi để nói về công việc thì em chả nói làm gì, nhưng chị để hỏi thăm thì em nghĩ không cần phải quá lố vậy đâu à. Chị và chồng em có gì để hỏi thăm nhiều như vậy thì em chịu. Chị là người đã từng có gia đình rồi, em mong chị hiểu và thông cảm cho em. Tiện đây em cũng cảm ơn chị đã quan tâm đến gia đình em nhiều đến mức độ này, nữ DJ viết. Ngay sau khi đăng tải dòng trạng thái, kèm hình ảnh cuộc gọi của Thanh Hương cho chồng mình lên trang cá nhân, nhiều khán giả cho rằng tin Moon đang ghen tuông mù quáng. Bản thân Duy Khánh cũng trực tiếp lên tiếng khẳng định, giữa anh và nữ diễn viên người phán xử chỉ là bạn bè. Tôi và Thanh Hương là bạn thân đã 10 năm nay. Hôm qua trong lúc nóng vội thiếu suy nghĩ, vợ tôi đã đăng tải những dòng trạng thái nói trên.
Tôi nghĩ sự việc không có gì đáng ầm ĩ nên tôi sẽ không chia sẻ thêm. Đồng thời, nam ca sĩ cho biết việc bà xã chia sẻ một cách nóng vội như vậy khiến anh khó xử. Về phía Thanh Hương, cô bình thản và không bận tâm đến những lời tố cáo của bà xã Di Khoánh. Lý Hải tự nhận hết thời, bị đàn em xem thường và cầm cố nhà cửa để cứu vãn danh tiếng. Những tưởng cuộc đời Lý Hải sẽ êm đềm hơn các đồng nghiệp. Nào ngờ nam ca sĩ trọn đời bên em cũng phải chịu đựng ngậm ngùi tủi nhục của kiếp cầm ca. Lý Hải tên thật là Nguyễn Văn Hải, sinh ra tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Rời xa ruộng đồng làng quê, Nguyễn Văn Hải lên Sài Gòn và theo học tại trường nghệ thuật sân khấu 2. Số phận run rủi khi Văn Hải học sân khấu đúng vào thời điểm kịch nghệ đang tuột dốc không phanh. Để bươn chải, anh được người bạn xúi đi hát để kiếm tiền và may ra có thể chuyển hướng nghề nghiệp. Cơ duyên đưa đẩy, chàng ca sĩ nghiệp dư đã gặp gỡ đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, Phương Bình và có cơ hội đi hát ở những tụ điểm nhỏ. Trong một buổi biểu diễn tại Trà Vinh, Văn Hải bất ngờ khi thấy chữ Lý Hải được dán trên băng rôn trước cổng. Tưởng bị thay thế bởi ca sĩ khác, Văn Hải hớt hải chạy vào, hỏi Huỳnh Phúc Điền và Phương Bình thì biết hai người anh đã tự đặt nghệ danh cho mình vì mày giống Hồng Kông quá. Từ đó, Nguyễn Văn Hải trở thành Lý Hải, nam ca sĩ tâm sự. Mình cứ chạy ra chạy vào mà nhìn cái tên ấy, ba má ơi, con có tên trên băng rôn rồi. Ngày ấy, Lý Hải là gương mặt quen thuộc chuyên hát lót ở các tụ điểm. Trên chiếc xe đạp lộc cộc tồi tàn, Lý Hải mặc duy nhất một bộ quần áo và miệt mài chạy ngang dọc khắp nơi để hát câu giờ cho những tên tuổi lớn. Có đêm Lý Hải phải hát liên tục gần 20 bài vì coi sao đến trễ, và nếu lỡ trúng bài hit của tiền bối, Lý Hải sẽ lặng lẽ trốn về vì sợ quở trách. Tuy nhiên, đau đớn nhất vẫn là như đang hát hăng say mà bị MC giật mic để nhường sân khấu cho ca sĩ xịn, Lý Hải cho biết. Lắm lúc, vừa mới mặc đồ diễn thì Lý Hải lủi thủi bị đổ về để nhường chỗ cho ngôi sao. Nhìn cuộc đời mình được tái hiện, Lý Hải rất nước mắt xúc động trước những bạc bẽo trong quá khứ. Lý Hải cầm lòng không được. Đầu những năm 90, nghệ sĩ tại Việt Nam không có nhiều phương tiện truyền thông để hỗ trợ như ngày nay. Vì thế, Nguyễn Văn Hải đi hát với biệt danh Lý Hải, gia đình anh không hề hay biết. Năm 1992, Lý Hải về quê hát lần đầu, đúng như tâm nguyện, Lý Hải từ chối nhận thù lao, bỏ tiền túi mua hết vé tặng họ hàng và bà con đi xem mình diễn. Năm 1993, Lý Hải lần đầu được lên truyền hình và ở trên đỉnh cao danh vọng với biệt danh Đôi Chân Vàng, vừa hát vừa nhảy. Liên tiếp 2 năm sau, Lý Hải luôn là cái tên hút khách nhất trên mọi sàn diễn. Nam ca sĩ nhớ lại mỗi đêm mình thường hát live trên 10 tụ điểm, Lý Hải mãi mê diễn đến nỗi nhiều lần bị dây micro quấn chân té xuống khán giả hay nhảy sập cả sàn sân khấu. Hưởng trái ngọt mới 3 năm, cái tên Lý Hải đã bị vùi dập bởi cơn sốt làn sóng xanh. Vào những năm 1996, năm 1997, làn sóng xanh xuất hiện như một hơi thở mới của dòng nhạc nhẹ Việt Nam. Cũng nhờ hiện tượng này mà hàng loạt cái tên đã được chạm bước đến danh vọng như Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường và cả Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà. Thế nhưng, làn sóng ấy đã không xô đến cái tên Lý Hải. Nam ca sĩ kể, Hải bị lỗi thời, khán giả ngày càng ít còn bầu show gặp mình cứ như người chưa từng quen biết. Nhiều đàn em trong nghề xem thường và chẳng thèm chào mình nữa. Từ gần 20 show một đêm, Đôi Chân Vàng Lý Hải chỉ được vài show một tháng. Khi chứng thành họ đích danh hậu bối đã xúc phạm mình, Lý Hải ngập ngừng. Nhớ lại thời gian ấy, Lý Hải thú nhận, tôi hết thời rồi nên quyết định giải nghệ, rời bỏ ca hát. Lý Hải bỏ hơn một chỉ vàng để đi học may theo lời chị ruột. Mới may được cái quần tà lõn thì Hải nghĩ vì nhớ sân khấu quá. Lý Hải hớm hỉnh nhớ lại, không được gia nhập làn sóng xanh, Lý Hải chọn phân khúc khán giả bình dân hơn để phục vụ. Cảm thấy áp lực và tủi thân vì làn sóng xanh, nhưng Lý Hải cảm thấy hạnh phúc vì vẫn còn khán giả yêu thương mình. Trong một show diễn tỉnh khi mọi người đã ra về, Lý Hải đã khiến đạo diễn Đồng Dao bất ngờ khi kéo được hơn 1.000 khán giả trở lại điểm diễn, dù là người kết thúc chương trình. Để cứu vớt tên tuổi, Lý Hải cậy nhờ Đồng Dao thực hiện cho mình một clip ca nhạc kết hợp hài kịch, xu hướng của thời điểm bấy giờ với tiêu chí. Anh quay cho em rẻ nhất nhưng hiệu quả nhất. Sau một tháng suy nghĩ, họ quyết định đặt tên cho cú chơi liều đó là Trọn Đời Bên Em. Nhờ đạo diễn lên ý tưởng, nhưng Lý Hải lại bị các mạnh thường quân xù kèo một đêm trước ngày quay. Móc trong túi còn đúng 5.000, Lý Hải lủi thủi năn nỉ Đồng Dao hãy thương giúp mình. Túng thiếu đủ đường, nam ca sĩ còn cầm cố nhà cửa vay nóng 150 triệu với lãi suất 3% để kịp tiến độ quay. Lý Hải kể, lúc đó cứ nhắm mắt làm thôi, nếu thất bại thì chấp nhận sống cảnh không nhà cửa. Vì thiếu kinh phí, Lý Hải phải nhờ hai nhân viên hậu kỳ của tổ quay vào phụ diễn với mình. Và rồi Trọn Đời Bên Em bất ngờ tạo ra cơn sốt bùng nổ,
khi đi đâu cũng nghe người ta hát theo. Từ đó đôi chân vàng Lý Hải đã có thể chạy show trở lại, đủ tiền trả nợ và lấy lại được giấy tờ nhà sau một tháng. Khi Trấn Thành hỏi liệu anh lại hít thời một lần nữa thì sao, Lý Hải bình tĩnh trả lời, mình đã rớt xuống vực thẳm rồi thì có tụt xuống một lần nữa cũng đã quen. Lý Hải biết rằng che già thì măng phải mọc.